Mến chào các em đến với giờ học âm nhạc lớp 6, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo, chủ đề Vui Bước Đến Trường. Tiết học này chúng ta sẽ thực hiện nội dung lý thuyết âm nhạc và bài đọc nhạc số 1. Trước hết, chúng ta cùng khởi động với một trò chơi nhỏ có tên Ai Nhanh Hơn. Các em sẽ nghe và nhận biết thật nhanh theo yêu cầu của từng lượt chơi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cô tặng một ngôi sao. Các em trả lời và tự đếm sao của mình được tặng nhé. Chúng ta sẽ có 4 câu hỏi trong trò chơi này. Các em sẵn sàng chưa? Bắt đầu thôi nào! Câu thứ nhất, so sánh âm thanh nốt nhạc vang lên tại điểm A và điểm B. Mời câu trả lời của các em. Đáp án đúng là âm thanh nốt nhạc vang lên tại điểm A thấp hơn âm thanh nốt nhạc vang lên tại điểm B. Quà tặng, một ngôi sao đến bạn có câu trả lời sớm nhất và đúng nhất. Câu thứ hai, so sánh âm thanh tiếng kèn vang lên lần 1 và lần 2. Câu trả lời của các em. Đáp án đúng là âm thanh tiếng kèn vang lên lần 1 ngắn hơn so với lần 2. Quà tặng, một ngôi sao đến bạn có câu trả lời sớm nhất và đúng nhất. Câu thứ 3, so sánh tiếng trống vang lên lần 1 và lần 2. Mời câu trả lời của các em. Đáp án đúng là âm thanh tiếng trống vang lên lần 1 to và mạnh hơn so với lần 2. Quà tặng, một ngôi sao đến với bạn có câu trả lời sớm nhất và đúng nhất. Câu thứ 4, em hãy lắng nghe và cho biết em nghe được những âm thanh nào. Âm thanh thứ nhất. Âm thanh thứ hai. Âm thanh thứ ba. Mời câu trả lời của các em. Đáp án đúng là các âm thanh nghe được gồm 1. Tiếng đàn guitar, 2. Tiếng đàn violon, 3. Tiếng kèn saxophone, 4. Tiếng hát, mà cụ thể là câu hát trong bài Mùa Khai Trường của nhạc sĩ Phan Việt Phương. Quà tặng, một ngôi sao đến với bạn có câu trả lời sớm nhất và đúng nhất. Qua 4 câu hỏi vừa rồi, bạn nào trả lời nhanh nhất và có nhiều ngôi sao nhất sẽ là người chiến thắng. Em được mấy ngôi sao vậy? Cô chúc mừng các bạn đã xuất sắc đạt được 4 sao nha!
Chúng ta vừa tham gia trò chơi thật thú vị có liên quan đến âm thanh. Các âm thanh này đều có tính nhạc. Qua trò chơi, cô đã giúp các em nhận biết các thuộc tính cơ bản của âm thanh có tính nhạc. Sau đây, chúng ta vào nội dung của tiết học ngày hôm nay. Các em ghi bài học. Âm thanh trong âm nhạc có 4 thuộc tính. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu nhé. Thứ nhất là cao độ. Cao độ là độ cao, thấp của âm thanh được thể hiện qua vị trí của nốt nhạc trên khuôn nhạc. Các em xem lại ví dụ trên hình. Hình trò chơi lúc nãy, âm thanh tại vị trí A thấp hơn âm thanh ở vị trí B. Các em xem ví dụ sau đây. Chúng ta thấy vị trí nốt đô trên khuôn nhạc thấp nhất so với các nốt còn lại. Như vậy, nhìn vào vị trí nốt nhạc trên khuôn nhạc, chúng ta sẽ biết được độ cao, thấp của âm thanh. Thứ hai là trường độ. Trường độ là độ ngân dài, ngắn của âm thanh, được thể hiện qua hình dáng của nốt nhạc trên khuôn nhạc. Có 5 hình nốt nhạc mà chúng ta thường gặp là hình nốt tròn, hình nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt móc đơn và hình nốt móc kép. Độ dài của một nốt tròn bằng độ dài của 2 nốt trắng, bằng 4 nốt đen, bằng 8 nốt móc đơn, bằng 16 nốt móc kép. Chúng ta có thể ghi thế này cho gọn. Các em xem ví dụ sau đây. Trong câu hát này, chữ trường ở cuối câu được hát ngân dài nhất so với các chữ khác. Trường độ của nó là hình nốt trắng, dài hơn trường độ các nốt còn lại. Thứ ba là cường độ. Cường độ là độ mạnh, nhẹ hoặc to, nhỏ của âm thanh, được thể hiện qua các ký hiệu như F, P. Trong trò chơi lúc nãy, các em cũng đã nhận biết được độ mạnh, nhẹ hoặc độ to, nhỏ của tiếng trống. Để hiểu rõ hơn, các em xem ví dụ sau đây. Giai điệu thứ nhất được ký hiệu với chữ P. Khi đàn, cô sẽ đàn nhẹ. Giai điệu thứ hai được ký hiệu với chữ F. Khi đàn, cô sẽ đàn mạnh và to hơn. Thứ tư là âm sắc. Âm sắc là sự khác nhau về tính chất âm thanh của các nhạc cụ, giọng hát, được thể hiện qua các từ như trong trẻo, ấm áp, ngọt ngào, chói tai. Bây giờ các em sẽ nhắm mắt lại, nghe và nhận biết tính chất của các âm thanh sau đây nha. Mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố, kia xiêu xiết từng bầy chim nhỏ với khăn quàng đỏ thắm trên vai. Giọng hát của các bạn nữ nghe trong trẻo. Hãy lắng nghe ca khúc mình mới vừa tập xong nè. Các bạn sẽ thao thức cả đêm vì nó. La 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 la. Giọng hát của bạn trai em thì nghe chói tai phải không nè. Âm thanh tiếng sáo thì nghe vi vu. Tiếng đàn kim thì nghe réo rắt. Thank you.
và sâu lắng. Các em vừa nghe và cảm nhận được sự khác biệt của các âm thanh. Mỗi âm thanh có một âm sắc khác nhau và có những từ riêng để diễn tả. Như vậy, âm thanh trong âm nhạc có bốn thuộc tính là cao độ, trường độ, cường độ và âm sắc. Các em ghi bài vào vở. Nếu không kịp thì các em có thể tạm dừng video lại để ghi bài cho xong nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Các em vừa tìm hiểu bốn thuộc tính của âm thanh có tính nhạc. Để cảm nhận rõ hơn và vận dụng vào thực tế, các em quan sát bài đọc nhạc số 1, hãy chỉ ra nốt nào cao nhất, nốt nào thấp nhất, có những trường độ nào được sử dụng. Mời câu trả lời của các em. Đáp án đúng là các em vừa tìm hiểu bốn thuộc tính của âm thanh có tính nhạc. Sau đây chúng ta sang nội dung thứ hai. Bài đọc nhạc số 1. Các em quan sát bài đọc nhạc số 1, hãy chỉ ra bài được viết ở nhịp nào, trong bài có nốt nào cao nhất, nốt nào thấp nhất, có những trường độ nào được sử dụng. Các em có thể tạm dừng video lại để thực hiện nhé. Sau đây cô sẽ giới thiệu đến các em. Bài đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 2-4. Trong bài có các cao độ như Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La. Nốt thấp nhất là nốt Đô, nốt cao nhất là nốt La. Các trường độ trong bài gồm nốt đen, dấu lặng đen và nốt trắng. Trường độ của một nốt trắng bằng hai nốt đen cộng lại. Bài gồm hai câu nhạc, mỗi câu gồm 8 ô nhịp. Chia 4 ô nhịp thành một tiết nhạc, cả bài gồm có 4 tiết nhạc. Bài đọc nhạc số 1 được viết ở giọng đô trưởng, các em tập đọc thang âm đô và sau đó đọc quãng 2. Các em tập đọc âm hình tiết tấu chủ đạo của bài 2 lần liên tục. Ta 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 ta. Chúng ta tập đọc tiết tấu cả bài. Ta 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 a ta 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 ta
em sẽ tự thực hiện lần nữa với cách gọi tên nốt theo tiết tấu. Quan sát ký hiệu bàn tay để gọi đúng tên nốt nha các em. Các em có thể tạm dừng video lại để thực hiện nhé. Sau đây, các em tập đọc nhạc. Chú ý, nhấn phách đầu của nhịp 24, nốt đen ngân dài đủ một phách, thể hiện đúng các dấu lặng đen bằng cách im lặng đủ một phách, ngân dài nốt trắng đủ hai phách. Mời các em tập đọc nhạc theo giai điệu. Các em thân mến, chúng ta vừa thực hiện xong bài đọc nhạc số 1. Các em sẽ tiếp tục tập luyện đọc nhạc kết hợp nhạc cụ tiết tấu tùy theo các em chọn. Ví dụ như thanh phách hoặc trống nhỏ hoặc body percussion hoặc bất kỳ vật dụng nào có thể tạo ra tiết tấu. Chúc các em học tốt nha!